Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng: Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hôi lên rằng ai có tai thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì? Người đáp, anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn: hạt giống là lời thiên chúa, những kẻ bên vệ đường là những kẻ nghe nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời và khi gặp thử thách họ bỏ cuộc hạt rơi vào bụi gai đó là những kẻ nghe nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành hạt rơi vào đất tốt đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả đó là lời chương Kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu hay dùng dụ ngôn để rao giảng tin mừng, nhưng cũng ít chỗ người giải thích ngay dụ ngôn mà người vừa dạy dỗ. Bài tin mừng hôm nay là một trong số ít đó. Bài tin mừng nói về dụ ngôn người gieo giống. Có người ra đi gieo giống, không quan trọng họ là ai, gieo giống với mục đích như thế nào. Nhưng dụ ngôn chú trọng vào những hạt giống rơi vào chỗ nào có bốn chỗ hay loại đất mà hạt giống rơi xuống đó là vệ đường đá bụi gai và cuối cùng là đất tốt ở mỗi chỗ khác nhau sự phát triển của hạt giống khác nhau và kết quả đương nhiên cũng khác nhau như bài tin mừng cho chúng ta biết có hạt rơi xuống vệ đường người ta dẫm lên và chim trời ăn mất hạt khác rơi trên đá khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt có hạt rơi vào giữa bụi gai Gai cùng mọc lên Làm nó chết nghẹt Có hạt lại rơi nhầm đất tốt Và khi mọc lên Nó sinh hoa kết quả gấp trong Kính thưa anh chị em Riêng bài tin mừng hôm nay Tôi không phải giải thích gì với anh chị em hết Mà chính Chúa Giêsu Sẽ giải nghĩa dụ ngôn này Và đây là ý nghĩa dụ ngôn Hạt giống là lời Thiên Chúa, những kẻ bên vệ đường là những kẻ đã nghe lời nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ kẻ họ tin và được cứu độ còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời nhưng họ lại không có rễ họ tin nhất thời và khi gặp thử thách họ bỏ cuộc hạt rơi vào bụi gai đó là những kẻ nghe nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành hạt rơi vào đất tốt đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Lắng nghe lời của Chúa Giêsu, nghe ngài giải nghĩa, vậy chúng ta cùng suy niệm và tự hỏi mình xem tâm hồn tôi là loại mảnh đất nào khi hạt giống tin mừng được gieo xuống? Mảnh đất tâm hồn ấy của tôi có phải chỉ là vệ đường, sỏi đá hay bụi gai chết chóc? Tin mừng có phải là điều gì cốt thiết cho cuộc sống của tôi hay chỉ lời được nghe khi thích, bỏ khi chán, được thực hiện khi nào hào hứng, bị bỏ khi buồn nản thất vọng? Có khi là chỉ vì xin Chúa mãi mà không được ơn mình muốn, mình cần. Lạy Chúa Giêsu, xin cho tâm hồn chúng con được như mảnh đất tốt trong tin mừng kẻo vô tình chúng con chỉ là ki tô hữu hữu danh vô thực khi nghe mà không sống lời chúa nhưng khi chúng con dám sống lời chúa chúng con tin rằng sẽ có rất nhiều hoa trái tốt lành được sinh ra không chỉ cho chúng con mà còn cho anh chị em của chúng con nữa amen